Ồ, ai vậy nhỉ? Em không về, em về cái anh không về. Ồ, đây là Bùi Tiến Dũng. Quá là đẹp của Bùi Tiến Dũng. Bây giờ là 4 giờ kém. Tuy là có gió nhưng mà nắng thì vẫn rất là nắng. Cũng do là nghe nói không cho khán giả xem trận đấu cho nên là có thể là báo chí cũng không được phép tác nghiệp khi mà trận đấu diễn ra. Thì thực hư như thế nào thì bây giờ sẽ vô để tìm hiểu. Vâng ạ, theo quan sát của Vlog Madrid Pit thì ở phía trên khán đài vẫn có khoảng 30 khán giả vẫn đang chờ đợi để theo dõi trận đấu giao hữu ngày hôm nay ạ. Chứ cũng không phải là cấm hết khán giả. Rất thoải mái. Chào mừng tất cả các bạn đến với trận đấu giao hữu giữa hai câu lạc bộ BKM Bình Dương và câu lạc bộ LB Băng Hoàng Gia Lai vào chiều ngày hôm nay, ngày 20 tháng 4 năm 2024. Trận đấu diễn ra vào lúc 16 giờ 30 phút. Thời tiết ở thời điểm hiện tại trên sân Gò Đậu là tương đối mát mẻ, có gió nhiều. Như vậy là ở hiệp 1 thì câu lạc bộ LB Băng Hoàng Gia Lai sẽ ở bên phải màn hình của chúng ta, còn câu lạc bộ BKM Bình Dương ở bên trái màn hình. Trận đấu đã bắt đầu. Chúng ta có thể dễ dàng quan sát đội hình của hai đội ngày hôm nay. Huấn luyện viên Vũ Tiến Thành và huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức sử dụng đội hình khá chất lượng cho trận đấu giao hữu này. Trong khi phía câu lạc bộ LB Băng Hoàng Anh Gia Lai có những gương mặt như Jairo Finho, Lê Văn Sơn, Trần Minh Vương, Trần Thanh Sơn. Phan Du Học, Đinh Thanh Bình. Thì ở bên phía của câu lạc bộ BKM Bình Dương, các cầu thủ ngoại binh như Gian Clesio, hai tân binh và Lê Quang Hùng. Những cầu thủ khá chất lượng sẽ được sử dụng ở hiệp 1 của trận đấu này và chúng ta sẽ cùng chờ đợi họ sẽ thể hiện như thế nào. Thủ môn của câu lạc bộ BKM Bình Dương ngày hôm nay là Trần Minh Toàn. Vâng, rất nguy hiểm. Và ngay ở phút đầu tiên của trận đấu thôi thì câu lạc bộ BKM Bình Dương đã có một tình huống tấn công khá nguy hiểm. Phan Đình Vũ Hải là người đã bắt gọn trái bóng. Ngày hôm nay thì huấn luyện viên Vũ Tiến Thành sử dụng bộ đôi trung vệ đó là Văn Triệu và Jairo. Một pha chuyền bóng khá đẹp mắt của Trần Minh Vương cho Đinh Thanh Bình. Tuy nhiên hàng phòng ngự với Gian Clesio thi đấu rất chắc chắn. Để có được những hình ảnh sắc nét như thế này thì Vlog Ngoài Đường Pit quyết định là không livestream mà mình sẽ ghi hình lại và up lên YouTube để quý khán giả có thể theo dõi trọn vẹn những thước phim hay về trận giao hữu giữa câu lạc bộ BKM Bình Dương và LB Băng Hoàng Anh Gia Lai. Nếu livestream thì tín hiệu đường truyền nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều và chính vì vậy mà sẽ không có được những hình ảnh sắc nét gửi đến cho quý khán giả. Hữu Phước, Thanh Nhân, xin lỗi, Võ Đình Lâm. Người ném biên là Lê Văn Sơn. Thanh Bình, Văn Sơn, Thanh Sơn. Tranh chấp rất thú vị, rất quyết liệt. Bóng đã được treo lên. Văn Triệu đã giải nguy. Và bây giờ thì bóng về chân của Phan Đình Vũ Hải.
Huỳnh Tấn Tài. Một pha chuyền bóng của Tấn Tài, bóng đã đi ngay về phía của Quang Hùng, và Quang Hùng đã có một pha chuyền bóng phối hợp không chính xác. Hữu Phước, Nguyễn Hữu Anh Tài, Văn Triệu, Zairo, Văn Sơn, Đình Lâm, Võ Đình Lâm, Anh Tài phối hợp cùng Thanh Sơn, Zairo, bóng được chuyền về cho thủ môn Phan Đình Vũ Hải, Văn Triệu, đằng xa kia là Phan Du Học, bóng trả về cho thủ môn Trần Minh Toàn. Minh Toàn xử lý bóng rất điềm tĩnh. Gian Clesio, Đình Khương, pha chuyền bóng lên của Đình Khương không chính xác. Huỳnh Tấn Tài, Tài trả về cho Zairo, và đây là Lê Văn Sơn. Trong giai đoạn V-League nghỉ thi đấu thì những trận đấu giao hữu như thế này có ý nghĩa cực kỳ quan trọng để giúp cho các đội bóng duy trì cảm giác bóng tốt. Anh Tài, Zairo, Văn Sơn, Đình Lâm, Văn Sơn. Văn Sơn làm gì đây? Zairo, Anh Tài, Zairo. Mất bóng rồi. Phản công nhanh cho Bình Dương. Tiến Linh, Di Thường, Ngoại Binh. Làm gì đây? Rất hay. Tiến Linh, đúng rồi. Đình Khương phối hợp cùng Gian Clesio. Minh Toàn, Minh Toàn lên khá cao. Một pha mở bóng sang hành lang cánh phải. Ủa, sao không có ai để vậy? Chúng ta có thể thấy được những chỉ đạo của huấn luyện viên Vũ Tiến Thành dành cho Nguyễn Hữu Anh Tài. Anh yêu cầu anh Tài phải nói nhiều hơn ở trên sân, liên lạc nhiều hơn với các đồng đội của mình. Cũng giống như là nhiều trận đấu giao hữu khác thì mỗi khi mà BKMX Bình Dương họ thi đấu giao hữu thì huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức có khuynh hướng ngồi trên khán đài để quan sát. Hải Huy, Hải Huy mở bóng sang hành lang cánh trái. Một pha tạt bóng vào, Lê Văn Sơn đã kịp khống chế. Đình Lâm mất bóng rồi, rất nguy hiểm. Làm gì đây? Hải Huy, Quang Hùng, Quang Hùng. Pha phối hợp 1-2 không mấy ăn ý của các cầu thủ BKMX Bình Dương. Hai đội thi đấu tương đối là hòa nhã. Đình Khương,
một pha phối hợp rất đẹp mắt. Hải Huy, một pha chuyền bóng qua hành lang cánh phải, Quang Hùng không thành công. Bây giờ sẽ là một tình huống phạt góc. Quang Hùng. Rất nguy hiểm. Không vào. Một pha dứt điểm rất hay của BKMX Bình Dương. Phan Đình Vũ Hải đã tung hết người vẫn không thể cản phá được, tuy nhiên là bóng lại chạm sang ngang. Gian Clasio, Quang Hùng, Jairo đã cản phá, Đình Lâm, một pha chuyền bóng cho Đinh Thanh Bình rất thoáng, Thanh Bình và Gian Clasio không qua được Gian Clasio, vẫn còn, phản công cho VKMX Bình Dương, bóng được chuyền ngay sang bên hành lang cánh trái. Wow, một pha dứt điểm phải nói là rất căng. Tuy nhiên là đã có trường hợp chấn thương khá là đau của Lê Văn Sơn. Trận đấu đã quay trở lại sau khi Lê Văn Sơn được chữa trị chấn thương xong. Văn Triệu. Theo lịch thi đấu ở tứ kết cúp quốc gia cũng như là ở V-League thì câu lạc bộ BKMX Bình Dương họ sẽ có trận tứ kết cúp quốc gia trên sân Thiên Trường gặp câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định vào cuối tháng 4 này, và sau đó thì vào đầu tháng 5 câu lạc bộ BKMX Bình Dương quay trở về sân nhà để chuẩn bị đối đầu với câu lạc bộ Khánh Hòa ở vòng 16 V-League. Tiếp đến thì họ lại tiếp tục bay ra Nam Định để đối đầu với đội bóng Thành Nam ở vòng 17 của V-League. Còn với câu lạc bộ LB Băng Hoàng Gia Lai thì ở vòng 16 V-League họ sẽ có chuyến làm khách trên sân của câu lạc bộ Thể Công Viettel vào ngày 5 tháng 5. Sau đó đến ngày 13 tháng 5 thì LB Băng Hoàng Gia Lai sẽ tiếp đón câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định trên sân nhà Pleiku. Một tình huống mất bóng khá nguy hiểm của Trần Minh Toàn. Đình Lâm phối hợp cùng Đinh Thanh Bình, Thanh Sơn, Anh Tài mất bóng. Một tình huống về giải nguy rất nhanh của các cầu thủ BKMX Bình Dương. Hải Huy, Tiến Linh, Hoài Huy rất hay, đã có sự can thiệp từ phía Jairo Finho. Ngày hôm nay thì huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức đang bố trí Tiến Đạt
một cựu cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai ở vị trí hành lang bên trái. Zairo Finho, Lê Văn Sơn, Thanh Bình phối hợp với Thanh Sơn, một đường truyền hơi vội của Thanh Sơn dành cho Võ Đình Lâm. Anh Tài, Zairo, Thanh Sơn, một pha chọc khe không thành công. Đình Lâm, Thanh Bình, một pha phối hợp của Thanh Bình và Đình Lâm cũng không thành công. Gian Clesio dễ dàng đoạt được bóng, nhưng đường truyền tiếp theo của Gian Clesio lại vào thẳng chân của Zairo. Và bây giờ thì bóng trở về với Ewy Băng Hoàng Gia Lai. Phan Du Học mở biên sang cho Huỳnh Tấn Tài. Du Học, Văn Triệu, Thanh Sơn truyền bóng rất nhanh cho Hữu Phước. Quang Hùng, Giang Clesio, Trần Đình Khương, làm gì đây? Hải Huy, Phan Đình Vũ Hải đã can thiệp. Lê Văn Sơn, pha chuyền bóng khá hay của Zairo cho Hữu Phước và Hữu Phước đã bị phạm lỗi. Bây giờ thì câu lạc bộ BKMX Bình Dương sẽ phải chịu một tình huống đá phạt khá nguy hiểm ở trước khung thành của thủ môn Trần Minh Toàn. Bây giờ đã là phút thứ 27 của trận đấu giữa LB Bank Hoàng Anh Gia Lai và đội chủ nhà BKMX Bình Dương. Tỷ số lúc này vẫn đang là 0-0.
Lúc này là phút thứ 28 của trận đấu giữa BKMX Bình Dương và LV Băng Hoàng Gia Lai. Hoàng Gia Lai được hưởng một tình huống đá phạt Đinh Thanh Bình. Một cú sút vọt xa. Trần Minh Toàn, Hải Huy, nguy hiểm quá. Một tình huống áp sát rất nhanh của Thanh Sơn với Hải Huy. Sau đó là một pha phá bóng ra biên của câu lạc bộ BKMX Bình Dương. Lúc này thì tỷ số vẫn đang là 0-0. Câu lạc bộ BKMX Bình Dương đã có các tình huống tấn công rất nguy hiểm, trong đó cú sút của Nguyễn Tiến Linh đã đưa bóng chạm xa ngang. Và sau đó cũng chính Nguyễn Tiến Linh có tình huống dứt điểm chệch cột trong gang tấc Thanh Bình. Và đây là Hữu Phước. Vâng, một pha dứt điểm rất khó hiểu của Hữu Phước. Bóng không bay về phía khung thành của Trần Minh Toàn mà lại cắt ngang cầu gôn. Bây giờ thì đến lượt Bình Dương phản công. Salet, Đình Khương, Gian Clesio, Quang Hùng, Di Thường và Quang Hùng. Bây giờ là đến thời điểm tiếp nước của cả hai đội bóng. Phút thứ 30 của hiệp 1. Huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức cũng đã từ khán đài xuống dưới sân để nhắc nhở các học trò. Joseph Sackless, cả hai cầu thủ ngoại của BKMX Bình Dương ở vị trí tiền vệ và tiền đạo thể hiện chưa được tốt. Gian Clesio ở vị trí trung vệ thì vẫn đang thi đấu chắc chắn như thường ngày. Hiệp 1 thì huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức vẫn chưa sử dụng một cầu thủ Việt Kiều, đó là Trần Cyrus Ryuji. Chúng ta sẽ cùng chờ xem là ở hiệp 2 thì Trần Cyrus Ryuji có được tung vào sân hay không. Sau quãng thời gian nghỉ để tiếp nước thì bây giờ cầu thủ hai đội sẽ quay trở lại với 15 phút còn lại của hiệp 1. Trần Trung Hiếu vẫn chưa được huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức tung vào sân. Có lẽ là để dưỡng sức cho hiệp 2 của trận đấu. Và chúng ta sẽ cùng quay trở lại với 15 phút tiếp theo của hiệp 1. Tuy trời đang khá nắng nhưng lại có gió cho nên là không khí tương đối là dễ chịu lúc này. Văn Triệu, Zairo, Lê Văn Sơn, Đình Lâm trả về cho Văn Sơn. Anh Tài đang xin bóng, trả cho Vũ Hải. Văn Triệu, Zairo. Tình huống nguy hiểm nhất ở hiệp 1 cho đến thời điểm hiện tại vẫn là cú vô lê của Nguyễn Tiến Linh đưa bóng chạm xa. Huỳnh Tấn Tài chuyền bóng cho Đinh Thanh Bình, khá nguy hiểm. Minh Toàn đã kịp băng ra để bắt gọn bóng. Tiến Đạt, Tiến Linh. Tiến Linh đi qua người rồi, qua được Văn Triệu rồi. Hay quá. Chuyền bóng về. Vâng, pha chuyền vào cho Sackless đã không kịp. Gian Clesio, Quang Hùng, Hải Huy, Hùng, Sio, Khương, Đình Khương.
cầu thủ bên kia xa quá mình không thấy. Gian Clesio, Hải Huy, Joseph, Hải Huy, Đình Khương, Huy. Một đường truyền vượt tuyến của Hải Huy rất nguy hiểm. Tiến Linh. Vâng, lại là một pha bỏ lỡ cơ hội nữa rất đáng tiếc của Nguyễn Tiến Linh. Sau pha đánh đầu phá bóng không chính xác của Văn Triệu thì Tiến Linh đã có một cơ hội. Tiền đạo mang áo số 22 bình tĩnh xử lý bóng rồi tung cú dứt điểm nhưng lại đưa bóng vọt xa. Rất may cho LB Băng Hoàng Gia Lai ở tình huống này. Joseph phối hợp với Charles, Lê Văn Sơn, Võ Đình Lâm, Lê Văn Sơn, Anh Tài, Sơn, Sơn luôn, Sơn truyền cho Sơn, Sơn lại truyền cho Sơn. Rồi, Phước mất bóng rồi. Một pha phản công nhanh, trời, đáng tiếc quá. Đình Lâm trả bóng về cho Phan Đình Vũ Hải. Đình Khương. Gian Clesio. Hay quá. Zairo lại giải nguy. Phản công cho LB Băng Hoàng Gia Lai. Hữu Phước truyền cho Đinh Thanh Bình. Một pha băng xuống nhận bóng của Thanh Bình nhưng Quang Hùng đã bắt bài. Di Thường. Đứng trước bóng là Quang Hùng. Vâng, lại một tình huống đánh đầu của Nguyễn Tiến Linh, bóng lại vọt xa. Riêng trong hiệp 1 này Tiến Linh đã có tổng cộng đúng 4 cơ hội rồi, vẫn chưa thể đưa bóng vào lưới thủ môn Phan Đình Vũ Hải được. Tấn Tài. À, Phan Du Học, xin lỗi. Pha chuyền bóng sai địa chỉ của Du Học. Joseph mở biên ra cho Lê Quang Hùng. Hùng phối hợp cùng Di Thường, phối hợp cùng Joseph. Đáng tiếc là pha trả bóng lại của Joseph lại không chính xác. Đinh Thanh Bình, Huỳnh Tấn Tài. Huỳnh Tấn Tài mở bóng ra cho Hữu Phước. Hữu Phước làm gì đây? Hữu Phước đang đi bóng rất khéo léo, tiếp tục qua một cầu thủ nữa, mở biên qua bên cho Phan Du Học bên cánh phải. Chậm rồi. Vâng, một pha dứt điểm của Phan Du Học nhưng không chính xác. Oh.
Hải Huy. Phan Đình Vũ Hải đã bắt dính bóng. Đình Lâm. Zairo. Văn Triệu. Du Học. Đình Lâm. Một tình huống đá phạt của Ủy ban Hoàng Anh Gia Lai. Đây là tình huống đá phạt có lẽ là cuối cùng của hiệp 1. Đứng trước bóng đang là Lê Văn Sơn và Võ Đình Lâm. Vâng, và nửa chuyền nửa sút của Lê Văn Sơn không quá nguy hiểm. Và Minh Toàn đã cản phá rất chắc chắn. Chào mừng các bạn đến với hiệp 2 cuộc đối đầu giữa đội chủ nhà BKM Bình Dương và câu lạc bộ LB Bang Hoàng Anh Gia Lai. Trận đấu giao hữu diễn ra vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 20 tháng 4 năm 2024. Đây là một trong hai trận đấu giao hữu của LB Bang Hoàng Anh Gia Lai trong chuyến tập huấn tại thành phố Hồ Chí Minh. Trận đấu giao hữu này diễn ra trên sân Bình Dương. Và vào lúc 18 giờ tối ngày mai ngày 21 tháng 4 thì LB Bang Hoàng Anh Gia Lai sẽ tiếp tục có một trận đấu giao hữu nữa gặp đội Công an Hà Nội trên sân vận động Thống Nhất. Sau trận đấu này thì LB Bang Hoàng Anh Gia Lai họ sẽ quay trở về Gia Lai và sẽ có hai trận đấu giao hữu nữa gặp câu lạc bộ Maryland Quy Nhơn Bình Định tại sân vận động Pleiku. Ở hiệp 1 của cuộc đối đầu giữa hai đội bóng thì BKM Bình Dương và Hoàng Anh Gia Lai hòa nhau 0-0. Mặc dù một mình tiền đạo Nguyễn Tiến Linh đã có tới 4 cơ hội để có thể ghi bàn vào lưới của thủ môn Phan Đình Vũ Hải. Trận đấu đã quay trở lại với hiệp 2. Đây là Tiến Đạt, một cầu thủ trẻ trưởng thành từ lò đào tạo Hoàng Anh Gia Lai, hiện đang thi đấu cho BKM Bình Dương. Ở hiệp 2 thì huấn luyện viên Vũ Tiến Thành đã có một số sự thay đổi người. Trần Minh Vương, Châu Ngọc Quang, Giao, Dũng Quang Nho đã được huấn luyện viên Vũ Tiến Thành tung vào sân. Kia là Hải Quân. Âu Dương Quân chứ, xin lỗi cả nhà, mình nhầm. Hải Quân là của bên BKM Bình Dương. Đây là Văn Triệu. Như vậy là Zairo Finho đã được huấn luyện viên Vũ Tiến Thành rút ra khỏi sân. Ngay ở đầu hiệp 2 thì câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đang cố gắng pressing. Ôi, Văn Triệu và Tiến Đạt, hai người bạn. Đây là nhóm các cầu thủ đang căng cơ khởi động ở bên ngoài. Có Zairo, người thi đấu ở hiệp 1. Bùi Tiến Dũng, Văn Kiên, Văn Lợi trận này đều không thi đấu. Vẫn còn Joseph truyền cho Tiến Linh.
và Charles Tiến Đạt. Một pha vấp bóng rất đáng tiếc của bạn Tiến Đạt. Tranh chấp rất quyết liệt. Châu Ngọc Quang, Châu Ngọc Quang đang yêu cầu đồng đội di chuyển lên phía trên. Và Huỳnh Tấn Tài, một pha chuyền bóng cho Huỳnh Tấn Tài. Đường chuyền quá mạnh. Và đây là Đinh Thanh Bình đẹp trai. Đã đến giờ nghỉ ngơi. Phan Du Học, Châu Ngọc Quang. Ngày hôm nay huấn luyện viên Vũ Tiến Thành cho Du Học thi đấu rất nhiều để có được cảm giác bóng thật tốt. Những cầu thủ ít được thi đấu đã được huấn luyện viên Vũ Tiến Thành tạo điều kiện cho đá thật nhiều ở các trận giao hữu gần đây. Nguy hiểm quá. Lần này là Bùi Di Thường bỏ lỡ cơ hội có thể mở tỷ số trận đấu. Wow. Như vậy là Gian Clesio đã có bàn thắng mở tỷ số trận đấu cho câu lạc bộ BKMX Bình Dương. Bàn thắng ở phút thứ 81 của trận đấu. Vâng, một pha có thể nói là dứt điểm cực kỳ mạnh của Trần Trung Hiếu. Cực kỳ là mạnh mẽ. Thủ môn Phan Đình Vũ Hải đã phải đấm bóng giải nguy. Thanh Nhân có một pha sút xa nhưng rất khó để có thể làm nên chuyện với những tình huống sút xa như thế. Vẫn là Châu Ngọc Quang. Bảo Toàn. Phan Du Học. Trần Minh Vương. Rồi, một pha phối hợp không ăn ý. Làm gì đây? Trời ơi, không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù vậy thì câu lạc bộ BKMX Bình Dương vẫn giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số là 1-0. Một vài trận đấu giao hữu có quá nhiều cơ hội đã bị phung phí của cả hai đội bóng. Vâng, kết thúc 90 phút so tài. Hai đội bóng sẽ bước vào loạt đá luân lưu 11m. Xin mời cả nhà, chúng ta sẽ cùng chờ đón loạt đá luân lưu 11m của hai đội BKMX Bình Dương và LB Bank Hoàng Anh Gia Lai. Chúng ta có một thể thức đá penalty rất là thú vị luôn. Khi mà kết thúc 90 phút so tài, BKMX Bình Dương đã giành chiến thắng với tỷ số là 1-0. Tuy nhiên là theo như thỏa thuận trước đó của ban huấn luyện hai đội thì là hai đội sẽ cho các cầu thủ được rèn một lượt đá penalty nữa. Trần Trung Hiếu. Một pha dứt điểm có thể nói là cực kỳ chính xác của Trần Trung Hiếu, đánh bại thủ môn Phan Đình Vũ Hải. Bây giờ sẽ đến lượt LB Bank Hoàng Anh Gia Lai thực hiện tình huống đá penalty.
người thực hiện tình huống đá penalty đầu tiên cho MV Bằng Hoàng Gia Lai, đó là Châu Ngọc Quen. Gì vậy? Vâng, một tình huống rất thú vị nhưng cũng khá hồi hộp. Một pha đánh bại thủ môn Trần Minh Toàn, nhưng mà cái động tác của Châu Ngọc Quang thì thực sự là khiến cho nhiều người cảm thấy lo ngại. Bây giờ sẽ đến Phan Đình Vũ Hải và đối diện với anh sẽ là Charles. Charles vẫn là một pha dứt điểm cực kỳ chính xác của Charles. Trần Minh Vương đang di chuyển ra để chuẩn bị thực hiện đá penalty. Trần Minh Vương và Trần Minh Toàn làm gì đây? Hai đều. Vâng ạ, đá tổng cộng là 10 hay 11 lượt luôn rồi cả nhà. Tỷ số đang là 2-2 sau 2 lượt sút của mỗi đội. Vâng, pha dứt điểm không thành công. Và tỷ số lúc này vẫn đang là 2-2. Nhưng câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai thì có lợi thế về lực sút. Huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức thì đang cười khá là tươi. Đây là Dũng Quang Nho. Dứt điểm chính xác, tỷ số là 3-2 cho Hoàng Anh Gia Lai. Lực sút thứ tư của BKMX Bình Dương. Joseph và Phan Đình Vũ Hải. Một pha Panenka rất tinh tế của Joseph. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 3-3. Xin lỗi, tỷ số bây giờ là 3-3. Tuy nhiên là Hoàng Anh Gia Lai thì họ lại có lợi thế là nhiều hơn một lực sút. Phan Du Học vẫn chính xác. Tỷ số lại quay trở lại 4-3. Đến lượt BKMX Bình Dương. Tiếp tục không chính xác và tỷ số vẫn đang là 4-3. Nhưng lợi thế về lực sút tiếp tục thuộc về LB Băng Hoàng Gia Lai. Nếu bây giờ mà Joao thực hiện thành công thì tỷ số sẽ là 5-3. Bây giờ là Joao. Vẫn chính xác và tỷ số là 5-3 cho LB Băng Hoàng Anh Gia Lai.
Gianclesio, người ghi bàn ở 90 phút sau tài, sẽ là người thực hiện tình huống đá penalty tiếp theo. Tỷ số lúc này đang là 5-3 cho LV Băng Hoàng Gia Lai sau 5 lượt sút, và đây là lượt sút thứ 6. Gianclesio chính xác, tỷ số được rút ngắn xuống còn 5-4 cho LV Băng Hoàng Anh Gia Lai, cho BKMX Bình Dương, xin lỗi. Hai đây. Và đây là Nguyễn Kiên Quyết. Tỷ số bây giờ là 5-4. Pha dứt điểm quá đơn giản và tỷ số vẫn đang là 5-4 nghiêng về Hoàng Anh Gia Lai. Nếu thực hiện thành công lượt sút này, BKMX Bình Dương có thể rút ngắn tỷ số, có thể sang bằng tỷ số là 5-5, nhưng họ vẫn thua Hoàng Anh Gia Lai một lượt sút. Cùng chờ xem. 5-4. Và Ryuchi, cầu thủ Việt Kiều, gốc Mỹ, rất chính xác. Và tỷ số là 5-5 cho BKMX Bình Dương. Bây giờ là lượt sút thứ 7 của câu lạc bộ LV Băng Hoàng Gia Lai. Âu Dương Quân, tỷ số là 6-5 cho LB Băng Hoàng Anh Gia Lai. Lực sút thứ 8 của cả hai đội. Chính xác của Quang Hùng, 7 đều, à 6 đều, xin lỗi. Lượt sút thứ 8 của phía Hoàng Anh Gia Lai. Ồ, ai vậy nhỉ? Em không về, em về, các anh không về. Ồ, đây là Bùi Tiến Dũng. Quá là đẹp của Bùi Tiến Dũng. Quá là đẹp của Bùi Tiến Dũng. Bùi Tiến Dũng và Trần Đình Khương, những người đồng đội cũ trong màu áo câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Và Trần Đình Khương, vâng, như vậy là tỷ số vẫn đang là 7-6 nghiêng về LB Băng Hoàng Anh Gia Lai. Và nếu thực hiện tốt tình huống dứt điểm penalty này thì Bảo Toàn sẽ nâng tỷ số lên 8-6. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi. Và đây đã là lượt sút cuối cùng của cầu thủ hai đội. À, hình như là vẫn còn một trái nữa, xin lỗi. Trần Bảo Toàn. Quậy giờ, rất là chính xác luôn. 8-6.
8-7 cho Hoàng Anh Gia Lai. BKM Bình Dương vừa rút ngắn xuống còn 8-7, 7-8. Rất chính xác. 9-7. Như vậy là kết thúc lượt đá penalty, tỷ số cuối cùng là 9-8 nghiêng về LB Bank Hoàng Anh Gia Lai. Như vậy là trận đấu giao hữu giữa câu lạc bộ BKM Bình Dương và LB Bank Hoàng Gia Lai đã kết thúc. Chưa? Trần Minh Toàn nữa. Xin lỗi, 9-9. 9-9, 9-9 cả nhà ơi. Bây giờ đến Phan Đình Vũ Hải nữa mới là xong, mới là kết thúc lực sút của tổng cộng 11 cầu thủ. Và như vậy là LB Bank Hoàng Gia Lai giành chiến thắng chung cuộc 19 trong lạc đá penalty. Vlog và được biết, rất là cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả dành cho chương trình của mình ngày hôm nay. Hẹn gặp lại cả nhà trong các chương trình bình luận tiếp theo về bóng đá Việt Nam. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà.